Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Lương Bằng nằm ở vị trí trung tâm của huyện Kim Động. Nơi đây được biết đến là vùng đất cổ với những di vật quý cách đây 2.000 năm được tìm thấy và khai quật như trống đồng, mộ thuyền. Những giá trị lịch sử độc đáo này mang một ý nghĩa to lớn, trở thành mạch nguồn trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử ngày nay. Năm 1997, Tổ phụ nữ thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng được giao tu sửa, nạo vét hơn 20 mét bờ sông Tính Linh, một nhánh thuộc hệ thống sông Cửu An. Trong quá trình đào, phát hiện một trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu hơn 2,5 mét so với mặt ruộng. Khi mà chúng tôi là biết được cái này là cái trống đồng mà cái giá trị rất là quan trọng đối với trong lịch sử thì là chị em và tất cả trong hội người ta cũng vui mừng và phấn khởi lắm. Chứng minh là cái đất của chúng tôi đang sinh sống đây là nó có một cái truyền thống từ lâu đời. Theo các nhà nghiên cứu sau này, trống đồng Động Xá có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.300 năm. Trống mang phong cách đặc trưng của trống Đông Sơn nhưng lại có những điểm rất độc đáo, đó là những họa tiết hoa văn trên trống đồng, vòng tròn, đồng tâm hay những chú trâu đúc nổi trên thân trống. Cùng với đó, tại vùng đất này cũng phát hiện trên 70 ngôi mộ cổ cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt, trang sức bằng đồng quý giá vẫn còn được giữ nguyên vẹn dưới lòng đất, mở ra tài nguyên nghiên cứu khảo cổ có giá trị to lớn về sự tụ cư của cư dân Đông Sơn tại Hưng Yên cùng nền mỹ thuật kim khí phong phú của xã hội bấy giờ. Khảo sát là trước mắt là khai cái tuyến sông từ cầu xây xuống dưới cái con ngoái cái quán cổ đấy thì khoảng độ hơn 1.000 mét thôi. Tức là cái lòng sông chỉ khoảng 4 mét thôi nhưng mà được khoảng 67, 68 ngôi. Xác định các cái cổ vật có cách đây khoảng trên 2.000 năm. Trên cơ sở ấy thì người dân thị trấn Lương Bằng nói chung thì phát huy cái truyền thống quê hương văn hóa thì thường xuyên là giúp đỡ lẫn nhau. Mà sống vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, tổ chức văn hóa văn nghệ, lồng ghép các nét độc đáo của quê hương và thúc đẩy cái phong trào địa phương. Những giá trị khảo cổ độc đáo được tìm thấy tại vùng đất Lương Bằng vừa có nét riêng của vùng Đông Bắc sông Hồng lại mang nét chung trong văn hóa Đông Sơn. Đây là nền tảng lịch sử quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ngày nay.